Tối qua, biên đội tàu tuần tra bộ đội biên phòng Quảng Ngãi làm nhiệm vụ tuần tra trên biển đã phát hiện phương tiện tàu kéo nước ngoài kéo theo một xà lan vi phạm vùng nước nội thủy của Việt Nam tại vùng biển tỉnh Quảng Ngãi. Khoảng 23 giờ đêm qua, trong lúc làm nhiệm vụ trên biển, lực lượng tuần tra bộ đội biên phòng phát hiện phương tiện tàu kéo ký hiệu Jakarta kéo theo một xà lan cách vùng biển thuộc xã đất lợi huyện Mùa Đức tỉnh Quảng Ngãi khoảng 2 hải lý. Phát hiện tàu nước ngoài hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật Việt Nam, lực lượng tuần tra thông báo thuyền trưởng dừng ngay hoạt động và thực hiện các yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam. Do đêm tối thời tiết có sóng lớn, công tác tiếp cận kiểm tra và xác định hành vi tàu nước ngoài gặp khó khăn, nên biên đội tuần tra bộ đội biên phòng đưa hai phương tiện vi phạm về cảng Trung Quốc để phục vụ cho công tác xác minh điều tra làm rõ hành vi vi phạm. Thông tin ban đầu do thuyền trưởng tàu nước ngoài cung cấp, phương tiện tàu kéo hành trình đi từ Indonesia đến cảng Rosa Trung Quốc. Trên xà lan hiện có 14 container dầu cọ.